Xin chào bạn, này mình cũng sẽ lại quay trở lại với các bạn. Đó là một cái mẫu đầu sừng bò hàng gắn mặt xương rất là đẹp các bạn nhé. Thì hàng của mình nó là hàng nguyên bản, nguyên bản nghĩa là hàng khi mà mình nhập về như nào thì mình vẫn đang nguyên như vậy, mình chưa hề chà nhám các thứ, chưa hề đánh, chưa hề phun sơn gì cả. Đây thì các bạn vẫn thấy được rằng là cái độ bụi bẩn vẫn còn bám nguyên đó, hàng mộc tinh luôn đó. Đây sừng nguyên xi rất là đẹp. Thì ví dụ như các bạn mà không thích cái mẫu để mộc ấy thì các bạn có thể làm bóng mịn giống như cái mẫu sừng bò mình đã ở bên cạnh. Thì các bạn quan sát thấy các cái mẫu bên cạnh của mình đó là nhìn nó sẽ bóng và mịn hơn. Thì mình cũng đã chà nhám đánh bóng hết rồi và sơn mịn lên rất là đẹp. Thì là tùy thuộc vào sở thích của từng khách hàng mà bên mình cũng sẽ làm theo các mẫu của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.